Cùng lời 8 năm yêu trong đau khổ rồi bẽ bàng vì không được cầu hôn. Cùng lời sẵn sàng từ bỏ nghiệp diễn sáng chói, chấp nhận bao cay đắng để được làm vợ một người đàn ông, nhưng cái cô nhận được chỉ là sự im lặng của người ấy. Cùng lời luôn được công nhận là một trong những nữ diễn viên xuất sắc nhất trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc. Với nghề diễn, cô đã chạm tới tỉnh Vinh Quang. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại chịu rất nhiều cay đắng, nhiều điều tiếng, dĩ nghị trong mối tình với đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Vào năm 1985, cùng lời đỗ vào Học viện Hỷ kịch Trung ương Trung Quốc sau 3 lần thi. Hai năm sau, cô nhận được vai chính đầu tiên trong bộ phim Cao Lương Đỏ. Đây cũng là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Trong quá trình quay phim, hai người nảy sinh tình cảm. Khi đó, đạo diễn họ Trương đã có vợ con ở quê nhà, còn cùng Lợi cũng đã có bạn trai. Tiêu Hoa, vợ của đạo diễn Trương Nghệ Mưu lúc đó từng chia sẻ trên truyền thông Trung Quốc rằng vào một chiều tháng 10 năm 1987, bà vô tình phát hiện bức thư cùng lời gửi cho chồng. Năm 2020, tức là 33 năm trôi qua, bà Tiêu Hoa vẫn không quên được bức thư đó. Trong thư, cùng lời bày tỏ nguyện vọng được kết hôn cùng Trương Nghệ Mưu. Nữ diễn viên sinh năm 1965 viết những lời yêu thương ra diết cho người tình Em vẫn còn nhớ hình ảnh anh nằm trong vòng tay em, hình ảnh chúng ta trò chuyện. Chúng ta vẫn còn nhiều điều chưa làm, nhiều điều chưa nói cùng nhau. Trong thư, cùng lời con tiết lộ thêm, cô bị bạn trai đến trường đánh sau khi biết về mối quan hệ của họ. Nhà trường cũng đang cho điều tra sự việc. Sau đó, Trương Nghệ Mưu bỏ người vợ, vốn là mối tình đầu gắn bó với ông từ thuở Hàn Vi và cô con gái nhỏ để đến với cùng Lợi. Năm 1989, truyền tình của cặp đôi gây ẩm ý trên truyền thông đạo diễn trương nghệ mưu bị chỉ trích nặng nề còn cùng lời cũng bị mang danh tiểu tam không chỉ vợ cũ của trương nghệ mưu mà ngay cả con gái ông cũng căm hận cùng Lợi tới tận xương thủy rất nhiều năm sau này khi viết hồi ký trương mạt vẫn trách móc vì cùng lời mà tuổi thơ của tôi thiếu đi niềm vui bình dị như những đứa trẻ khác sau này cha tôi sống với ai cũng được chỉ cần không phải là cũng lợi bất chấp điều tiếng bổ vây bất chấp những suy nghĩ của người đời Cùng lời và trương nghệ mưu vẫn ở bên nhau, họ liên tiếp cho ra những tác phẩm tới thời điểm hiện tại vẫn được coi là kinh điển của điện ảnh Trung Quốc như Cúc Đầu, phim đầu tiên của Trung Quốc được đề cử giải Oscar cho phim nước ngoài hay nhất, Đen lông đỏ treo cao, Thù Cúc đi kiện, Phải sống, Hội Tam Hoàng, Thượng Hải. Tên tuổi của Trương Nghệ Mưu và Cung Lợi đã vượt ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc, trở thành những ngôi sao của điện ảnh thế giới. Tuy vậy, danh tiếng không phải là nỗi bận tâm lớn nhất của nữ diễn viên. Trong một cuộc phỏng vấn năm 1990, cùng lời thể hiện mong muốn được trở thành vợ của Trương Nghệ Mưu, cô nói, đã tới lúc tôi chẳng màng chuyển đóng phim mà chỉ muốn về nhà chồng, an phận, làm sâu thảo, vợ hiền. Cùng lời còn công khai bày tỏ ước muốn kết hôn trước tuổi 35 và sinh cho đạo diễn họ Trương, bốn người con. Thế nhưng, đáp lại khao khát của cùng lời chỉ là sự im lặng của Trương Nghệ Mưu. Trong một cuộc trò chuyện trên truyền thông vào năm 2001, mẹ cũng lời cho biết. Con gái bà nhiều lần đề cập tới chuyện cưới xin nhưng đều bị từ chối. Anh trai nữ diễn viên thậm chí còn tới tận phim trường hỏi, trường nghệ mưu, kế hoạch kết hôn. Nhưng vị đạo diễn này lại lùng trả lời, tôi không nghĩ tới. Chiều bao cay đắng, bao xỉ nghĩ và khinh miệt, cuối cùng cái mà cùng lợi nhận được chỉ là sự từ chối phũ phàng của người tình. Suốt 8 năm bên nhau, cùng lời không nhận được lời cầu hôn từ người đàn ông mà cô đã bất chấp tất cả để yêu. Không còn cách nào khác, ngôi sao phim cúc đầu đành phải ra đi. Sau khi chia tay Trương Nghệ Mưu cùng lời kết hôn với một tỷ phú người Singapore, cô cực kỳ kín tín trong mối tình này. Sau hơn một thập kỷ gắn bó, hai người chia tay. Hiện tại, cùng lợi ở bên nhạc sĩ nổi tiếng người Pháp Jean-Michel Cherry, 72 tuổi. Hai vợ chồng được nhiều người khen là đẹp đôi, bất chấp sự tranh lệch về tuổi tác và sự khác biệt về văn hóa.